Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Radio Đồng Ca Nhỏ cũng như là kênh Nhạc sĩ Đức Tiến. Chúc mọi người có một cái buổi coi video thật là vui. Ngày hôm nay thì có một sự khác biệt hơn. Đức Tiến xin phép được kể với tất cả mọi người một câu chuyện về một người đàn bà bằng 3 bài hát của Đức Tiến sáng tác. Bài thứ nhất có tựa đề là Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Thì cái ca khúc này có lẽ cũng sẽ có nhiều người biết. Đây là một ca khúc Tiến viết vào những năm mình 20 tuổi. Năm nay thì 37 rồi. Thì cũng 17 năm. Ca khúc Người đàn bà viết về một cái thân phận của người phụ nữ, những người phụ nữ trong cuộc sống. Ca khúc không có điệp khúc, nó là bốn lời, bốn cái phiên khúc nhỏ. Nó cũng giống như là thân phận của người đàn bà trong bài hát, không có một cái điệp khúc vui nào cho cái đời sống của mình. Cho nên thành ra là Tiến cũng không chọn viết điệp khúc. Thì cái ca khúc này nó cũng đã được vinh danh ở bên hải ngoại cũng như là rộng rãi trong nước. Ca khúc thứ hai là một cái ca khúc mà Tiến viết dạo gần đây, cũng kể về nối tiếp câu chuyện người đàn bà đi nhặt mặt trời đó. Ca khúc thứ hai thì có tựa đề là Người đàn bà lạc trong sa mạc. Cái sa mạc ở đây là một cái ý niệm, một cái hình ảnh mà mình đặt để người khác có thể hình dung. Nhưng ngụ ý của nó, sa mạc là một cái bối cảnh sống, là một cái nơi mà khô khốc, khô hạn tình người, một cái nơi mà lòng chân thành và những điều tốt đẹp đang vắng dần đi, chỉ còn lại những cây xương rồng, chỉ còn lại những bộ xương của những loài thú chết trên hoang mạc. Trong bài hát có những câu người đàn bà hát trong sa mạc, tiếng hát như là những cái vong buồn dội từ miền sa mạc lạnh đêm, lời tiên tri muộn hay đó là lời của những người điên. Thì kết thúc bài hát Người đàn bà lạc trong sa mạc có câu người đàn bà bước trong sa mạc nhờ vào những lời kinh của đoàn người trong đêm đưa bà ra khỏi sa mạc. Trong câu chuyện mà Tiến kể thì có rất nhiều những ngôn ngữ của Công giáo, cho nên thành ra có chữ nào mọi người không hiểu khi nghe có thể comment và Tiến sẽ chia sẻ. Và tiếp theo là một cái kết hơi buồn cho cái người đàn bà trong câu chuyện tiếp nối. Đó chính là Người đàn bà đã yên là bài thứ ba. Người đàn bà đã yên, có mộ phần vừa xanh, chẳng còn ai ghé thăm, đời cũng vào đêm phong thành. Thì ca khúc này Tiến viết sau ca khúc Người đàn bà lạc trong sa mạc khoảng 6 tháng. Cái thời điểm viết Người đàn bà lạc trong sa mạc là năm 2019. Khi cái cơn dịch nó vừa nổ ra, mọi người vẫn chưa mường tượng nó là trở thành một đại dịch, bởi vì nó vẫn còn ở bên Vũ Hán. Để tiếp nối là Người đàn bà đã yên, Tiến có viết những cái câu mà sẽ dự báo theo cái cách là sau này. Thì có câu là Người đàn bà đã yên, có mộ phần vừa xanh, chẳng còn ai ghé thăm, đời vào đêm phong thành. Thì phong thành thì mọi người cũng đã hiểu là gì. Và kết thúc của cái bài hát vẫn là không có điệp khúc ở cái bài thứ ba này. Người đàn bà đã yên kết thúc có câu Người đàn bà đã yên, ngoài kia đời gió lên, lòng lành kết thiện tình, đi qua đêm nhục hình, đoàn người sống sót bằng câu kinh. Cái kết của cái bài hát sau cuối là Người đàn bà đã yên, cái câu là
cả địa cầu khóc than, người về chốn thiên đàng, băng qua chốn sa mạc, bằng lòng tha thứ đời bội bạc. Thì đây là một cái chuỗi bài hát ba bài mà Tiến sẽ không viết thêm nữa, bởi vì ba bài hát này đã quá đủ cho một cái thân phận của người đàn bà theo cách Tiến cảm nhận. Và mọi người có thể nghe nhạc và có thể hình dung một cái bối cảnh sống của người đàn bà trong cái bài hát, để chúng ta cùng chiêm nghiệm, chúng ta cùng chia sẻ hành trình đời phía trước của mình vẫn còn nhiều lắm những trái ngang và đau thương. Tuy nhiên, chỉ có tình yêu, chỉ có sự tử tế thì mới cho chúng ta có sự hy vọng vào nơi con người với nhau. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu, mời mọi người nghe ca khúc Người đàn bà đi nhặt mặt trời, Người đàn bà lạc trong sa mạc và Người đàn bà đã yên. Một cái chuỗi câu chuyện kể về một người đàn bà thông qua ba bài hát. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Trên đống bỏ hoang của loài người, màn đêm che lối, tưởng rằng nắng tươi, sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi, quên hết vì đâu đời mình nên tôi. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình, không nhớ người quen bỏ mặc mình. Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy ra, đưa mặt lên khóc thương tình xót xa, hay khóc người xưa lệ nào cho đàn bà đi nhặt đời mình trên đống bỏ hoang đầy tội tình. Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu, con đường đêm vắng côn trùng dối nhau, chia chát niềm đau đời người phải mau. Đàn bà đi nhặt mặt trời, hong ấm tình yêu của loài người. Buồn thương nơi ấy có người hóa điên, quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên, trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng, trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng, trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng.
bước trong sa mạc nương theo những dấu chân bội bạc, có dấu chân của đứa con bà đưa về phía mặt trời cháy ra. Ôi nắng hòa bình hay nắng xót xa, người đàn bà khóc trong sa mạc nơi nhân ái đức tin mở lạc. Nước mắt rơi nhỏ xuống cát thành, lệ huyết nóng gợi lòng sáng danh những con người sống nơi địa ngục trần. Người đàn bà hát trong sa mạc như âm bao sớm mai lạc lạc, tiếng hát như là tiếng vong buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Đàn bà hát trong sa mạc như âm báo sớm mai loạn lạc, tiếng hát như là tiếng vong buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Thank you.
tên đời nhẹ trôi nỗi niềm. Ngoài kia đời gió lên lòng lành kết thiện tình, đi qua đêm nhục hình đoàn người sống sót nhờ câu kinh. Nhìn ra nào cũng tàn, còn một phần mọc hoang, luân trời ban thế gian khải sinh trong hoang tàn. Cả địa cầu khóc than, người về cõi thiên đàng, băng qua chốn sa mạc bằng lòng tha thứ đời bội bạc. Đã yên có mộ phần vừa xanh, chẳng nhiều ai viếng thăm, đời vào đế phong thành trường đôi lần năm sau, huyền thoại sẽ mở đầu năm 20 muộn sầu. Ai người sống sót người đàn bà đã yên, có mộ từng mùa lên, chẳng nhiều ai nhắc tên, đời nhẹ trôi nỗi niềm, đời nhẹ trôi. Ngoài kia đời gió lên lòng lành kết thiện tình, đi qua đêm nhục toàn người sống sót nhờ câu kinh. Nhìn ra nào cũng tàn, có mộ phần mọc hoang, luân trời ban thế gian khải sinh trong hoang tàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.